من ربك؟ أهلا تونديك وان. تقول ربي الله. بحيناي تونديك وطول الله. هو الله سبحانه وتعالى هو الرب. والله سبحانه وتعالى جل تونديك جل دنگ تاو رام موتو. خلق الخلق وأمدهم بالرزق. Và Ngài đã tạo ra vô vàn những tạo hóa, tất cả những tạo hóa trên trái đất và Ngài đã nuôi sống họ. هذه تربية للبدن للجسم. تربية للبدن للجسم للظاهر. نعم. Và tất cả những cái khuôn mặt hay là những cái hình thể của chúng ta bây giờ đó chính là tạo hóa của Allah Subhanahu wa ta'ala. بقي التربية للباطن للداخل. Và điều mà chúng ta phải làm đó chính là việc giáo dục trái tim của chúng ta. فالله سبحانه وتعالى حتى نتربى في الداخل أنزل الكتب وأرسل لنا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Và để chúng ta giáo dục được trái tim của chúng ta thì Allah سبحانه وتعالى đã ban cho chúng ta những vị sứ giả, ban cho chúng ta những cuốn kinh sách để giúp chúng ta giáo dục được trái tim của chính mình. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا ورزقنا. Bởi Allah سبحانه وتعالى chính là đấng đã tạo ra chúng ta và đấng đã nuôi sống chúng ta. وأنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Và đấng đã ban những cuốn kinh sách và gửi xuống chúng ta những vị sứ giả عليه الصلاة والسلام. إذا لابد أن يعبد الله سبحانه وتعالى. Thế nên bắt buộc chúng ta phải tôn thờ Allah سبحانه وتعالى.